Ba tuyệt kỹ thể hiện trí tuệ của người Do Thái, kiếm bộn tiền bằng cách khôn ngoan thay vì ép bản thân khốn khổ làm việc. Làm việc chăm chỉ thực sự sẽ kiếm được nhiều tiền. Có lẽ là có thể, nhưng tốc độ rất chậm và hiệu quả thì rất hạn chế. Vậy làm thế nào để kiếm khoản tiền lớn với tốc độ nhanh hơn? Liên quan đến vấn đề này thì sự khôn ngoan trong cách người Do Thái làm việc rất đáng được học hỏi. Trong lịch sử, người Do Thái phiêu bạt khắp nơi, đi đâu cũng bị chèn ép, nhưng dù ở đâu, cuối cùng họ vẫn có thể xoay chuyển tình thế, kiếm được tiền từ túi người khác và trở thành người giàu có trong vùng. Theo thống kê về người Do Thái sống rải rác khắp nơi trên thế giới, dân tộc này nắm giữ 35% khối tài sản của thế giới. Trong số 50 người giàu nhất thế giới thì 10 người là gốc Do Thái. Tại sao người Do Thái kiếm tiền giỏi như vậy? Bí quyết làm giàu của họ là gì? Tan Mất là tập hợp trí tuệ của 1.500 nhà Do Thái thông thái trong hơn 5.000 năm qua, là cuốn sách mà người Do Thái nào cũng đọc. Có thể nói là bản mã để tạo ra sự giàu có của họ. Cuốn sách tiết lộ rằng muốn kiếm nhiều tiền không chỉ phụ thuộc vào sự chăm chỉ mà còn cần biết áp dụng ba bí quyết này. Bí quyết 1. Nên biết kiếm tiền từ ai? Trong kinh doanh, nếu bạn không biết mình muốn bán đồ cho ai hoặc ai sẽ mua đồ của bạn, thì bạn sẽ không biết nơi bán hay tìm khách hàng ở đâu. Khi đó, bạn chỉ như mò kim đáy bể, kinh doanh một cách mù quáng và liều lĩnh, kết quả là nỗ lực rất nhiều, tiền kiếm được lại rất ít. Số tiền thu về không tỷ lệ thuận với công sức bỏ ra. Vì sao người Do Thái lại kinh doanh giỏi? Bởi họ biết phân loại người và tìm kiếm chính xác khách hàng của họ, biết ai sẽ mua đồ của mình, biết bán đồ ở đâu, việc kiếm tiền sẽ tốn ít công sức hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Việc này với đề xuất tự động của các nền tảng bán hàng trên Internet là cùng một nguyên lý. Bạn thích nội dung nào, nền tảng sẽ tự động giới thiệu đến bạn nội dung đó. Bởi đây là đề xuất tự động, nó làm giảm chi phí tìm kiếm, hơn nữa còn giới thiệu nội dung bạn yêu thích. Nền tảng giúp bạn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà bạn không cần tốn sức, khiến bạn có ấn tượng tốt về nó và đồng thời gián tiếp tạo ra sự gắn bó. Lần sau bạn sẽ lại tiếp tục sử dụng đến nền tảng này. Vậy hẳn bạn đã hiểu mình nên làm thế nào, phải tìm đúng nhóm đối tượng khách hàng, đồng thời thỏa mãn nhu cầu của họ, giúp đối phương giảm bớt chi phí, từ đó giúp bạn gắn kết với khách hàng. Sau này đối phương sẽ còn tìm đến bạn nếu họ lại có nhu cầu. Bí quyết 2. Thường xuyên thả lỏng bản thân. Liên tục làm đi làm lại một việc sẽ khiến khả năng phán đoán của bạn bị sụt giảm. Hơn nữa, cũng trở nên chán ghét công việc ấy. Bạn rất thích nghe một bài hát và ngày nào cũng nghe đi nghe lại nhiều lần thì chưa đầy một tháng, giai điệu của nó rồi cũng khiến tai bạn nhức nhối. Đây còn là thứ bạn thích, huống hồ là đổi thành thứ bạn không thích. Ví dụ trong công việc, làm việc với tần suất cao liên tục sẽ khiến tâm trạng bạn ngày càng dễ cáu kỉnh. Càng về sau, sự tập trung càng kiệt, hiệu quả công việc càng giảm. Thời gian tập trung hàng ngày của mỗi người là có hạn. Sau khi dùng hết thời gian tập trung, thời gian còn lại sẽ không còn được hiệu quả như thế. Vì vậy hãy chọn cho mình cách thư giãn hợp lý. Người Do Thái thường đi dạo hay tắm nước ấm, đồng thời cầu nguyện thường xuyên cũng là cách để duy trì sự thư thái. Điều này có trì hoãn việc kiếm tiền. Thực tế, miễn là bạn không để bản thân thả lỏng quá mức, duy trì hợp lý sẽ giúp bạn luôn vui vẻ và cải thiện khả năng tập trung, không những không cản trở việc bạn kiếm tiền mà còn giúp bạn kiếm được nhiều hơn. Bí quyết 3. Sẵn sàng biến kẻ thù thành bạn. Nếu bạn làm điều gì đều luôn có người phản đối, cản trở, bạn làm việc đó có còn vui vẻ không? Sức lực của bạn đã dùng hết để đối phó với những người kia thì làm gì còn thời gian để kiếm tiền nữa. Đổi lại, nếu luôn có ai đó sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong mọi việc bạn làm, bạn có cảm thấy thoải mái khi làm việc đó không? Có thấy thuận lợi hơn? Kiếm tiền có dễ dàng hơn không? Có một câu nói nổi tiếng của người Do Thái trong Tan Mất, ai là người mạnh nhất? Biến người đó thành bạn. Người Do Thái nói vui rằng, biến thù thành bạn là bớt thù và tăng thêm bạn. Kẻ thù giảm thì những trở ngại bạn phải đối mặt cũng giảm. Khi bạn bè nhiều lên, sự giúp đỡ bạn nhận được cũng sẽ tăng lên. Lúc này, muốn kiếm tiền, muốn thành công cũng dễ dàng hơn nhiều. Trên đời này không có kẻ thù tuyệt đối, thường là do xung đột lợi ích. Vì vậy muốn biến thù thành bạn, bạn phải có tư duy cộng sinh. Bạn phải biết hy sinh một phần lợi ích của mình để thay thế cho mọi xung đột kia, biến nó thành đôi bên cùng có lợi. Trước mắt, lợi ích của bạn có thể bị giảm sút, nhưng về lâu dài, cho dù đối phương không trở thành đồng minh của bạn, thì ít nhất người đó cũng sẽ không nhắm đến bạn. Vì vậy, bạn càng có nhiều cơ hội để biến địch thành bạn. Con đường thành công càng dễ đi và đi nhanh hơn bao giờ hết. Áp dụng ba bí quyết này, tin chắc trên con đường sự nghiệp của mình, bạn sẽ nhanh thêm một bước để trở nên giàu có.